Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Ninh Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Mở đầu trang cơ sở ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương nông dân Lò Văn Le làm kinh tế giỏi. Tiếp đó là phóng sự về thăm vùng nhãn Lóng Phiêng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Trường Bằn, huyện Ninh Châu đã có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của cán bộ hội viên nông dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, giúp cho người nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như nông dân Lò Văn Le ở xã Trường Bằn, huyện Ninh Châu. Đây là vườn xoài xanh tươi trĩu quả đang vào vụ thu hoạch của gia đình anh Lò Văn Le, bản Ngùa, xã Trường Bằn. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi vườn cây xanh sạch đẹp và mang lại hiệu quả kinh tế. Sinh năm 1976 trong một gia đình thuần nông, anh Lò Văn Le luôn cần cù chịu khó tìm tòi hướng đi phát triển kinh tế cho gia đình. Qua tìm hiểu thực tế tại các mô hình trong xã và các địa phương khác, nhận thấy xoài là cây dễ trồng, phù hợp với khí hậu của địa phương. Không mất nhiều vốn đầu tư, ít phải chăm sóc, chỉ cần làm cỏ, vun gốc, bón phân vài năm đầu. Năm 2016, anh Le mạnh dạn chuyển 3.500 m² đất đồi sang trồng cây ăn quả, chủ yếu là trồng xoài với 2.500 m² trồng xoài Đài Loan và 1.000 m² trồng nhãn. Khoảng 3 năm đầu, gia đình phải tranh thủ trồng xen các loại cây màu ngắn ngày để có thu nhập khi cây ăn quả chưa cho thu hoạch. Anh vẫn kiên trì và luôn tự nhủ, rồi công sức của mình bỏ ra sẽ có ngày cho quả ngọt. Không phụ công người, bước sang năm thứ ba, những trái xoài đầu tiên căng tròn, xanh mướt đã cho thu hoạch và bán được giá thành cao. Vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa mở rộng diện tích, đến nay cây xoài đã trở thành cây trồng chủ lực của gia đình anh. Theo anh, yếu tố then chốt và quan trọng đối với cây xoài khi mới trồng là những năm đầu phải tích cực làm cỏ, vun gốc và tưới nước. Không nên để cây khô hạn quá lâu, cây không đủ nước sẽ chết, không phát triển và không cho quả đúng thời gian. Thời gian sau có thể giãn dần tùy theo điều kiện thời tiết. Khi xoài lớn, tích cực tỉa tán làm cỏ và chủ động theo dõi phòng trừ bệnh cho cây. Mỗi năm trung bình, vườn cây ăn quả của gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng, sinh thu từ xoài trên 80 triệu đồng trên một năm. Để phát triển mà cây ăn quả là mình gia đình là dùng phân hữu cơ. Cái quá trình để phân mà bón ấy là chủ yếu là dùng phân hữu cơ, phân chuồng ấy là chính, mà ủ được 6 tháng là mỗi năm bón 2 lần. Là bởi vì là nó giảm được cái phần chi phí phân bón cho cây trồng rất nhiều. Để tận dụng những khoảng đất trống mà dưới những tán cây xoài, anh còn trồng xen cây xả, vừa tạo độ ẩm cho cây và thêm được nguồn thu nhập. Từ trồng xả, mỗi năm cũng thu về cho gia đình anh trên 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn chăn nuôi thêm 6 con bò nhốt chuồng với 4 con bò cái sinh sản và 2 bê con, vừa là để tận dụng nguồn phân bón cho cây và để xuất bán. Mỗi năm, gia đình anh thu về trên 20 triệu đồng từ bán bò. Ngoài phát triển kinh tế của gia đình, anh Lào Văn Le còn luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm sản xuất với các hộ gia đình khác để cùng làm giàu chính đáng. Gia đình ông Lò Văn Liến có hơn 1 hectare đất vườn. Thấy gia đình anh Le trồng cây ăn quả, nhất là cây xoài mang lại giá trị kinh tế cao, gia đình ông cũng chuyển đổi và làm theo. Mỗi năm cũng cho thu nhập trên 120 triệu đồng từ cây ăn quả. Thì cũng được anh Le bên hội nông dân cũng lên tạo điều kiện cũng như là trao đổi về vấn đề kỹ thuật chăm sóc. Thì gia đình tôi cũng làm theo, anh Le cũng lên hướng dẫn cụ thể cách quán phân, cách chiết cành. Cho nên là năm nay là thu hoạch cũng rất tốt, mà trong năm tới gia đình cũng sẽ cố gắng và phát triển thêm một số diện tích nữa.
cho nên là gia đình cũng rất là phấn khởi. Hội viên Lò Văn Le là hội gia đình tiêu biểu, hội gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhất là cái phát triển kinh tế về trồng cây ăn quả trên đất dốc. Trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi, dùng phân để tạo thành cái phân vi sinh để mà trồng cây ăn quả. Đặc biệt là một số hội viên ấy là còn chưa hiểu chưa biết thì đồng chí ấy là đến tận tình giúp đỡ để cho hội viên ngày càng phát triển. Nhờ sự kiên trì chịu khó để tìm ra hướng đi đúng trong phát triển kinh tế gia đình, anh Lò Văn Le đã vươn lên vượt khó, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình, xứng đáng để mọi người học tập và làm theo. Thưa quý vị, thưa các bạn, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng về khí hậu, thổ nhưỡng, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây ăn quả. Cùng với sự đầu tư đúng mức, cây nhãn đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực giúp cho nhiều hộ nông dân ở xã vùng cao biên giới Lóng Phiêng có nguồn thu nhập đáng kể, vươn lên làm giàu. Giúp cho mảnh đất xã Lóng Phiêng từng ngày thay da đổi thịt, mang một diện mạo trù phú, sầm uất hơn. Đến với xã Lóng Phiêng vào những ngày đầu tháng 6, cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận không phải là cái nắng oi ả của miền sơn cước, mà thay vào đó là mãn nhãn với những rừng nhãn ngút ngàn lúc liễu, với những chùm nhãn non đang chờ đến kỳ thu hoạch. Thời điểm này tại xã Lóng Phiêng, đầu cũng thấy không khí lao động tấp nập của bà con trong việc thu hoạch và chăm sóc các loại cây ăn quả. Người thì thu hái mận, người thì tranh thủ làm cỏ, tỉa cành, có thuốc phân cho vườn nhãn của gia đình. Đến thăm hộ gia đình anh Hà Đức Thương ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, khi anh đang chăm sóc tỉa cành, tỉa quả cho vườn nhãn của gia đình. Nhìn những chùm nhãn xum xuê chĩu quả mới thấy công sức lao động của người nông dân nơi đây được hưởng thành quả thật xứng đáng. Gia đình anh Thương trồng nhãn từ những năm 2000. Tuy nhiên khi ấy, cả vườn vẫn là giống nhãn địa phương, cho quả bé, không ngọt, năng suất thấp, nguồn thu nhập của gia đình cũng bị ảnh hưởng. Qua tìm hiểu tại quê nhà Hưng Yên và một số người thân, anh biết đến loại nhãn miền thiết và được hướng dẫn cách ghép nhãn lên nhãn địa phương. Từ đó trở về, anh Thương áp dụng vào vườn nhãn trên đất dốc của gia đình. Sau một thời gian, vườn nhãn ghép bắt đầu cho thu hoạch. Thấy được hiệu quả, năm 2014, anh Thương bàn với vợ chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô của gia đình sang trồng nhãn ghép. Vừa làm vừa trau dồi học hỏi kinh nghiệm, vừa mở rộng dần diện tích nhãn của gia đình. Đến nay gia đình anh đã có vườn nhãn gần 8 hecta, với 3 hecta đã cho thu hoạch thường xuyên và 5 hecta bắt đầu bói quả. Sau khi thu hoạch xong thì ta tiến hành bón phân rồi là phun khử trùng cây, sau đó là đến tầm tháng 10 thì ta bắt đầu tiến hành định cành cho cây, tức là định những cái cành nào ra quả. Đấy, sau đấy, sau khi định cành ra quả thì ta tiến hành khoanh gốc cây, để khoanh cây để cho nó ra quả đạt tỷ lệ và đồng đều. Khi mà quả cây ra quả ổn định, những quả nhỏ hơn tầm này một chút là ta đã phải lại tiến hành bước tiếp theo là để tỉa cành, định quả cho cây để lấy cái sản lượng và lấy cái chất lượng của cái quả nhãn làm sao nó đạt tốt nhất. Như với diện tích nhà tôi là tầm 8 ha, trong đó có 3 ha là cây trồng năm thứ 8 và 5 ha là cây trồng năm thứ 4. Thì cái hiệu quả kinh tế nếu được mùa và được giá thì nó đạt khoảng 70 tấn, và nếu mà được giá tầm độ khoảng 15 đến 20 nghìn một cân thì ta cũng phải thu được trên 1 tỷ đồng. Đấy, trừ chi phí đi thì ta cũng phải để ra ít nhất 500 đến 700 triệu đồng trên cái diện tích này. Tại hợp tác xã Phương Nam, bản Pha Cúng là một trong những hợp tác xã tiêu biểu trong trồng và sản xuất nhãn ở xã Lóng Phiêng và huyện Yên Châu. Hiện nay hợp tác xã có 100 hecta cây ăn quả, thì đã có hơn 80 hecta nhãn được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Sản phẩm quả nhãn của hợp tác xã đã được xuất khẩu đi thị trường nhiều nước như Úc, Singapore, Trung Quốc. Năm nay tình hình thời tiết tương đối ổn định, các thành viên đã chủ động căn cứ vào nhu cầu của thị trường, đưa ra phương án sản xuất phù hợp nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm quả nhãn an toàn, chất lượng và gắn với nhu cầu của thị trường.
Chúng tôi cũng có một cái kế hoạch sản xuất riêng, làm sao là mình phải quan tâm tới người tiêu dùng đầu tiên. Thì muốn quan tâm người tiêu dùng là gì? Chúng tôi tất cả bây giờ phải bảo nhau anh em phải sản xuất theo hướng hữu cơ, phải sản xuất nông sản sạch. Nhưng làm thế nào phải đưa ra được cái chất lượng nông sản nó phải ngon nhất, chất lượng nhất tới mới và an toàn nhất tới với người tiêu dùng. Trong những năm gần đây thì thị trường của chúng tôi thì nó vẫn là thị trường chính là cái thị trường Thanh Hóa, Hà Nội và Hưng Yên và Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhưng mà sang cái năm nay thì do những cái năm 2020-21 cái đại dịch Covid nó rất phức tạp, nhưng năm nay chúng tôi có cái tín hiệu thị trường riêng là một là sau cái cuộc đối thoại với Thủ tướng và các ban ngành, bộ ngành cũng đã biết được cái chất lượng và trái cây của Sơn La. Là đấy là một cái tín hiệu thị trường của chúng tôi rất là tốt và năm nay chúng tôi vẫn quan tâm tới các cái thị trường lớn này. Nhưng đặc biệt chúng là sang năm nay nữa chúng tôi sẽ qua cái sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị thì năm nay chúng tôi sẽ hướng tới về cái xuất khẩu nhiều hơn. Và đặc biệt năm nay Bộ Thủ tướng cũng đã chỉ đạo cho các bộ trưởng là phải có một cái nhà máy chiếu xạ ở ngoài miền Bắc và phải giảm giá thành cho người nông dân. Thì chúng tôi rất là đặt cái niềm tin và hy vọng ở chỗ này. Đến nay trên địa bàn xã Long Phiêng đã có hơn 600 hecta nhãn, tập trung chủ yếu tại các bản Yên Thi, Pha Cúng, Nòng Đúc. Trong đó có trên 410 hecta cho thu hoạch, với sản lượng đạt 4.100 tấn trên năm. Năm nay, thời tiết khí hậu thuận lợi, người dân trong xã đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, nên nhãn sai quả, mẫu mã đẹp. Đặc biệt các hộ trồng nhãn đã chủ động thực hiện các quy trình chăm sóc đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng hữu cơ, nên sản phẩm nhãn của Long Phiêng luôn được đánh giá chất lượng mẫu mã đi đầu trong huyện và được các thương lái bạn hàng ưa chuộng. Trong thời gian tới thì tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân là sản xuất theo hướng hữu cơ, đặc biệt là quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm và cái diện tích thì cũng không tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng thêm mà tập trung và chăm sóc để làm sao cái thương hiệu quả đến với người tiêu dùng đảm bảo về chất lượng. Và hai nữa là cái quả sản lượng nhãn của Long Phiêng được đi đến các cái thị trường không những ở trong nước mà ra nước ngoài. Đấy thì cũng đặc với những cái đặc điểm cái khí hậu, hai nữa là cái thổ nhưỡng trên địa bàn xã Long Phiêng thì cái nhãn chín muộn hơn so với các huyện khác ở trong địa bàn tỉnh, cho nên cái giá trị sản lượng quả nó rất là cao. Đấy thì qua thực hiện cái chính sách đấy thì đời sống của nhân dân thì ngày càng có bước ổn định hơn, đấy, mang lại cái thu nhập cho người dân, giúp người dân xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Với sự tích cực chủ động của người dân và hỗ trợ của các cấp các ngành trong triển khai các quy trình kỹ thuật sản xuất nhãn an toàn, xã Long Phiêng đã trở thành vùng sản xuất nhãn lớn nhất của huyện Yên Châu, được thị trường ưa chuộng và tiêu dùng. Cây nhãn đã thực sự là một cây chủ lực giúp người dân xã vùng cao biên giới Long Phiêng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang cơ sở ngày hôm nay của huyện Yên Châu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.